Chào các bạn đã trở lại với Mon Ngon TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm món bánh canh tươi tại nhà. Nguyên liệu để mình làm món bánh canh thì sẽ gồm có là bột gạo, 400g bột gạo là một bịch bột gạo này, 200g bột năng là phân nửa bịch bột năng này, 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh dầu ăn. Dụng cụ gồm có là cái máy đánh bột và cái khuôn để mình ép bột. Thì cái khuôn này thì nó có 2 cái lỗ như này, thì mình sẽ dùng cái khuôn có cái lỗ lớn thì mình sẽ làm bánh canh, còn cái khuôn lỗ nhỏ này á, thì mình sẽ làm bún. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái khuôn có cái lỗ lớn này. Trước tiên thì mình sẽ bỏ toàn bộ cái gói bột gạo này về vô trong cái cối máy. Rồi tiếp tục mình bỏ vô là một muỗng cà phê muối này và 2 muỗng dầu ăn. Mình đã chuẩn bị xong một cái bình nước sôi rồi, mình đông khoảng, mình sử dụng là 600g dừa bột gạo và bột năng, thì mình sẽ sử dụng 600g nước sôi. Đây là mình đã đông cái bình này là 500g và thêm một cái khắp nhỏ này là 100g nước sôi, rồi mình sẽ bỏ vô. Khoảng phân nửa nước này. Rồi mình sẽ tiếp tục mình gắn cái máy vô mà mình. Rồi bây giờ mình sẽ cho máy hoạt động. Số vừa thôi để cho bột nó đừng có bay lên. Khi mà mình thấy bột nó đã đều như vậy rồi thì mình sẽ tiếp tục mình cho nước vô thêm và tiếp tục đánh. Mình sẽ tiếp tục mình để dặn cho cái máy nó đánh mạnh lên. Và mình cứ tiếp tục mình cho nước vô đánh tiếp. Sau khi mình đã đánh được khoảng chừng 5 phút và mình sẽ tắt máy để mình bỏ bột năng vô. Giờ mình sẽ tiếp tục mình bỏ vô phân nửa bịch bột năng này ra, tất nhiên là 200g. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cho máy làm việc. Rồi mình sẽ quét những cái bột mà nó dính ở trên cái thành khuôn này nè. Tôi sẽ tiếp tục mở máy cho nó đánh tiếp. Bây giờ mình nhìn thấy bột nó đã mịn rồi thì mình sẽ tắt máy. Mình sẽ mở ra cái khuôn này lên để cho các bạn coi. Đây, bột như vậy là nó đã được rồi. Nó không có đặc quá mà nó cũng không có nhão quá. Mình sẽ đi ép làm bánh canh. Về rất là làm sẽ ra cái cọng bánh canh rất là ngon. Giờ mình sẽ nấu một tô, tiếp tục cho vô một muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ chuẩn bị cái khuôn ép bằng cách là mình tha một ít dầu vô trong cái khuôn để cho mà cái lúc mình ép nó sẽ không có dính bột. Mình lắp cái miếng sắt này vô và mình tiếp tục mình sẽ tha dầu cái khuôn ở trong. Sau đó mình sẽ bỏ bột vô cái khuôn ép này. Rồi bây giờ mình sẽ ép vô cái bột này vô nồi nước. Mình chỉ cần ấn nhẹ thôi là bột nó sẽ rớt xuống mà sao. Sau khi rớt mình sẽ lắc lắc thì nó sẽ đứt ra. Khi bánh canh nó nổi lên là tức nó chín rồi, mình sẽ vớt ra. Mình chuẩn bị một cái thau nước lạnh để mình vớt cái bánh canh này ra. Giờ mình sẽ tiếp tục ép tiếp phần bột còn lại. Tiếp tục mình ép lần thứ ba. đây là thành phẩm của mình. Các bạn nhìn thấy nó trong và đẹp, mà mình ăn thử thì nó dai dai, mềm mềm dai dai, rất là ngon. Chúc các bạn sẽ làm thành công cái món bánh canh tươi ở nhà giống như mình ha.